Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng keyframe ở Figma 12 nhé. Bản 10, bản 11 thì keyframe nó hơi khác tí. Bản 12 keyframe nó kiểu xịn hơn tí. Đâm ra là nó hơi thay đổi nên mình sẽ hướng dẫn lại các bạn ấy. Ok, đây là đĩa màn hình nhé. Đây ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy mình có một cái nền và một cái nhân vật hoạt hình đúng không? Nhân tiện là nhân vật hoạt hình này có phông xanh thì mình tải cái Canva ấy, các bạn thích thì các bạn có thể lên tải. Ví dụ bây giờ mình muốn thêm keyframe cho nó để cho nó kiểu có hiệu ứng bay ra bay vào cho đẹp ấy. Thì đầu tiên ấy mình sẽ tìm cái vị trí, một là mình sẽ thêm cho nó cái keyframe. Mình sẽ chỉnh cho cái vị trí cái nhân vật hoạt hình của mình ở trên khung hình nhá. Đây là vị trí cuối cùng của nó nhá. Gọi là keyframe thứ hai đi. Ví dụ cô ấy sẽ xuất hiện ở ngay chỗ cái cầu này đúng không? Ở đây thì mình sẽ thêm cho nó một keyframe. Thì keyframe nó gọi là cái điểm nhớ của video hoặc là ảnh hoặc là hiệu ứng. Thì các bạn sẽ ấn vào cái nút này. Đầu tiên các bạn chọn vào cái ảnh nhá, hoặc là cái video. Cho các bạn ấn vào nút này để thêm keyframe. Các bạn có thể dùng phím tắt nhé, giữ phím Alt và kích chuột trái cũng được. Hoặc không thì thôi các bạn cứ ấn vào đây thêm một keyframe. Thì trong cái phần keyframe này ấy, thì nó có mấy cái nhá. Một là transform. Transform tức là biến đổi, kiểu biến đổi kích thước, rồi là vị trí, rồi là kiểu xoay này, rồi là cái độ trong suốt của video. Thì tất cả những cái đấy bạn đều có thể thêm keyframe được. Ví dụ bạn muốn không muốn thêm cả cái transform này, bạn bỏ cái keyframe đi. Đây là cái nút keyframe nhé. Ví dụ bạn chỉ muốn là nó keyframe cho phần scale thôi chẳng hạn, thì tức là scale là phóng to thu nhỏ ấy, thì bạn có thể chọn vào đây. Còn nếu như mà bạn muốn keyframe tất cả, tức là tất cả các vị trí, nhớ tất cả các vị trí của video, thì bạn nhấn vào đây, nhớ tất cả vị trí này rồi độ trong suốt các thứ ở cái keyframe này. Đó, đây là cái keyframe thứ hai nhé. Tại sao khi mà mình thêm cái thứ nhất thì mình lại nói là thứ hai? Bởi vì nó là sẽ là keyframe cuối cùng. Và bây giờ mình sẽ kéo cái kim thời gian về cái điểm trước của nó. Đó, bây giờ mình sẽ thêm cái keyframe thứ nhất. Thì để thêm keyframe thứ nhất thì bạn không cần phải kích gì cả, bạn chỉ cần nhấn vào cái này nhé. Một là bạn nhấn vào video. Nhấn vào cái video ở trên cái cửa sổ preview này, và bạn thay đổi cái kích thước này, thay đổi vị trí này, hoặc là thay đổi độ trong suốt các thứ của nó ấy, thì nó sẽ tự động thêm keyframe cho bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa cái nhân vật hình này ra bên ngoài khung hình nhé. Đó, ra bên ngoài khung hình thì phần mềm nó thêm cho mình một cái keyframe ở đây. Tức là bây giờ keyframe thứ nhất là cô ấy đang đứng ở bên ngoài, keyframe thứ hai là cô ấy sẽ bay vào giữa. Đó, bay vào giữa chỗ này để mình play cho các bạn xem nhé. Đấy là một cái thao tác rất là đơn giản. Ok, đó. Tức là bay từ bên ngoài vào giữa khung hình bằng hai cái keyframe. Thế bây giờ ví dụ, chẳng hạn mình muốn điều chỉnh cái keyframe thứ nhất này để cho cái cô ấy mà nó kiểu hơi xoay một tí chẳng hạn, đúng không? Ví dụ mình sẽ khóa cái track ở bên dưới lại, mình chọn cái track ở bên trên, đúng không? Mình chọn ở đây. Bây giờ mình muốn nó xoay một tí thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái rotate này nhá. Nó gọi là rotation ấy. Ví dụ mình sẽ quay này một tí. Ok, bây giờ cái chân nó lòi ra thì mình sẽ kéo nó hết ra hết bên ngoài. Thì bây giờ ở cái keyframe thứ nhất là cô ấy vừa đứng ở ngoài khung hình và cô ấy hơi xoay người này. Và khi mà cô ấy bay vào giữa ấy, thì cô sẽ xoay và làm sao để cho nó về vị trí ban đầu. Đúng không? Đây mình sẽ play cho các bạn xem. Đó. Đấy là rất đơn giản đúng không? Bây giờ nếu như bạn muốn thêm nhiều keyframe thì cũng được nhé. Ví dụ ở vị trí này mình thêm một cái keyframe nữa cho cô ấy đứng ở đây, và sau đó là cô ấy thu nhỏ về góc này, đứng ở cái góc này chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ kích vào đây, và bây giờ mình có thể ấn nút này mình thêm một cái keyframe. Đó, đây là keyframe, nó sẽ nhớ cái vị trí này. Sau đó mình lại kéo cái kim thời gian lên một đoạn đúng không? Sau đó mình ấn vào cái cô ấy ở trên màn hình, sau đó mình có thể thu nhỏ cô ấy lại cho cô bay về đây. Đó, đứng ở đây. Rất là đơn giản đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ play lại để cho các bạn xem cái hiệu ứng. Bay ra. Rồi, bay lên góc. Ok. Rất là đơn giản thế thôi. Đấy là một cái hiệu ứng keyframe ở trong Filmora 12, và nó sẽ giống như là Filmora 11 và Filmora 10. Và bên cạnh đó thì Filmora 12 nó cho phép bạn là thêm cái hiệu ứng và keyframe cho hiệu ứng. Thì để làm như thế thì các bạn sẽ nhấn vào ok nhé. Ví dụ mình sẽ thêm cho cô cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng zoom chẳng hạn đúng không? Ví dụ hiệu ứng rung này, cố bay ra đây, sau chỗ này cố sẽ rung này, rung hai cái này, sau cố thôi này, sau đến đây lại rung này, sau lại bay vào đây này. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái hiệu ứng, mình đi vào effect này, chọn video effect này, sau đó mình chọn là shake này, trong cái shake này nhá, mình sẽ chọn up down này nhá, up down mình sẽ kéo và mình thả xuống, thả trực tiếp vào cái ảnh nhá, hoặc là vào cái video. Thì bây giờ nó có phần hiệu ứng, bây giờ mình sẽ play video.
đúng không? Bây giờ đầu tiên là nó sẽ có hiệu ứng rung. Thì bây giờ mình đầu tiên ấy, mình sẽ thêm cái keyframe thứ nhất và mình sẽ cho cái hiệu ứng rung nó biến mất đi. Mình sẽ nhấn shift và home để cho nó trở lại cái điểm ban đầu và mình sẽ kích đúp vào. Sau đó mình chọn vào phần effect. Đó, sau bắt đầu mình keyframe, mình nhấn vào đây thêm một cái keyframe cho cái hiệu ứng, đúng không? Hiệu ứng rung, và bên mình giảm cái tần số về 0. Đây là cái keyframe thứ nhất, giảm tần số về 0. Khi này thì cái hiệu ứng này coi như là nó không có tác dụng. Ví dụ mình nhấn OK nhé, mình sẽ play cho các bạn xem là cô ấy vẫn đứng từ bên ngoài và cô ấy bay vào giữa màn hình và bay ra thôi. Đây. Đó, chưa có cái hiệu ứng, đúng không? Bây giờ mình muốn là thêm cái hiệu ứng rung, ví dụ mình sẽ kích đúp vào đây. Mình chọn này, khi mà cô ấy bay đến giữa này. Đến giữa này, cô ấy sẽ hơi rung rung một tí, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ kích vào đây, mình chọn này, mình chọn tiếp vào phần effect này. Sau đó mình sẽ chỉnh cái frequency này lên cho một đoạn. Đó. Tức là khi mà từ bên ngoài nhá, từ bên ngoài là cái keyframe đầu tiên là cô ấy đang đứng im và cô ấy bay vào là cô ấy hơi rung rung một tí. Và đến giữa này cô ấy cũng rung, ok. Như này, hiệu ứng nó sẽ như này. Đó. Sau khi cô ấy rung, ví dụ ở chỗ này mình muốn là hết rung đi, đúng không? Ở chỗ này mình muốn hết rung thì mình lại thêm một cái keyframe nữa cho phần hiệu ứng. Và mình lại giảm cái frequency, tức là cái tần số về 0. Nào bây giờ đứng ở đây là hết rung này. Đó. Đến chỗ này, bây giờ mình muốn cô ấy lại bắt đầu rung và cô ấy bay đi. Thì bây giờ mình sẽ thêm cho một cái keyframe nữa ở phần frequency. Đó. Sau bắt đầu mình kéo lên đến đây, kéo kim thời gian lên một đoạn. Đúng không? Trong quá trình cô ấy bay lên đến đây rồi thì mình muốn là cô ấy rung một cái rồi bắt đầu cô ấy bay. Thì bây giờ mình sẽ thêm phần frequency cho mạnh lên. Đúng không? Tức là từ chỗ này đến từ keyframe này đến keyframe này, tức là đến đoạn giữa này là rung rất là mạnh, đúng không? Và đến cái phần cô ấy lên đến trên này rồi thì mình sẽ cho cô ấy là kiểu giảm hết rung đi. Thì bây giờ mình sẽ kéo cái frequency này về 0. Ok, và bây giờ mình có thể play. Đó, trông giống như kiểu là nhân vật hoạt hình bay ra bay vào, bay ra rung rung, bay lên rung rung, rồi xong. Đấy là làm nào để sử dụng animation keyframe ở Filmora 12. Và cái keyframe này thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các cái hiệu ứng nhé. Tất cả các cái hiệu ứng này ở trong phần video effect này, các thứ này thì bạn đều có thể thêm keyframe được. Thậm chí là cái chroma key này bạn cũng có thể keyframe. Ví dụ mình kích đúp vào đây nhé, mình đi đến phần image, mình chọn cái phần AI tool. Ở đây nó có cái phần chroma key này. Ở đây nó cũng có keyframe cho phần chroma key. Để ví dụ ở vị trí này bạn muốn là kiểu xuất hiện lại cái màn hình màu xanh chẳng hạn, thì bạn có thể thêm keyframe cho nó. Rất đơn giản. Ok, đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để sử dụng animation keyframe ở Filmora 12. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Còn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới. Nếu các bạn nào mà muốn nhờ mình mua bản quyền Filmora 12 thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.